Hôm nay là chúng tôi lên trên đỉnh núi ở Namo Buddha treo cờ cầu nguyện. Theo truyền thống của Phật giáo Kim Cương Thừa có cờ lung ta. Cờ lung ta được in rất nhiều màu khác nhau. Trên một chiếc cờ có những in những bản kinh câu chú. Những đặc biệt khi gió thổi cờ này đung đưa năng lực của câu chú. Oh yes, my big brother. Come on.